hiện là hình ảnh ảnh bản đồ. À, đây là hình ảnh người khuyết tật, có người đấy không? Đúng không? Đây là biển báo gì nhỉ? Biển báo là bản đồ. Biển báo chỉ dẫn, nhớ chưa? Chúng mình này, khi đi giao thông chúng mình gặp biển báo này chúng mình biết điều gì nhỉ? Cho mình biết điều gì nhỉ? Không được đi bộ. À, không phải, đây là biển báo chỉ dẫn dọc đường dành cho người đi bộ đấy, chúng mình biết, nhớ chưa? Có bao nhiêu người chúng ta? Con nhìn thấy hình ảnh gì trên biển báo? Cấm rút tiền. Rồi, đây là hình việc thể thao. Hình ảnh này con có biết là hình biển cấm gì không? Cấm rút tiền. Đây là biển cấm đi ngược chiều nhá, thấy chưa? Thế con nhìn thấy hình ảnh gì trên biển báo này? Cấm đi xe nào? Cấm đi xe nào? Hình ảnh gì đây con? Hình ảnh cấm xe nào? Đúng rồi, nhóm mình rất là giỏi nè. Đây là biển báo, đây là biển báo cấm. Có hình gì đâu? Cấm rẽ phải.
quan sát xem nhé. Ở biển báo thứ nhất của cô này có hình ảnh gì đây? Trẻ em. Mình trẻ em. Bạn học ý kiến khác không? Trẻ em. Con. Con. Cô mời con nào. Anh chị. Hình ảnh của cô, đây là hình ảnh gì nhỉ? Anh chị. Yeah, anh chị. Cô có thể một số nữa hả con? Đây là hình ảnh trẻ em này. Đây là loại biển báo cấm trẻ, nguy hiểm khu vực của trẻ, có trẻ em. Chúng mình sẽ thường nhìn thấy những biển báo này ở trường học của chúng mình đấy. Và khi đi trên đường mà gặp biển báo nguy hiểm khu vực có trẻ em thì các phương tiện phải đi như thế nào nhỉ? Ai biết chưa? Thank you.
vấn gì không? Cô mời Lan Giang ạ. Bạn Lan Giang bảo biển báo chỉ dẫn đỗ xe, chú Thịnh thấy đúng không? Đúng. Không. Thế bạn học ý kiến khác? Ờ. Làm báo hôm nay là biển báo chỉ dẫn gì không? Nhóm chiến thắng sẽ là nhóm dán
cho giúp cho các phương tiện giao thông di chuyển trên đường chúng mình có muốn không? Nào, tôi muốn đâu? Rồi, để con Linh phân biệt báo.